gì hơn bây giờ. Thật sự thì bình tĩnh của Bảo Anh lúc này rất là nghiêm trọng. Thật sự thì bây giờ tôi chỉ có thể kết hợp tất cả những gì tốt nhất mà chúng tôi có ở đây thì có thể kéo dài cho Bảo Anh khoảng hơn một năm nữa. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là gia đình và chính tâm lý của Bảo Anh. Thưa bác sĩ, có thể đưa cháu đi nước ngoài được không ạ? Nếu như mà việc đưa Bảo Anh ra nước ngoài điều trị mang đến kết quả tốt hơn thì ngay từ ban đầu chúng tôi đã hướng cho Bảo Anh đi theo hướng đó, chứ thật sự là không để cho bệnh tình của Bảo Anh đến mức này. Tôi rất tiếc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với X98 của chúng tôi ngày hôm nay. Yeah, đêm nay là một đêm rất là tuyệt vời khi có tất cả các bạn trẻ ở đây. Và để làm cho bầu không khí ngày càng ồn ào hơn nữa, chúng ta hãy đón chào nhóm S.O.S. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Are you ready? Yeah, ok, let's start now.
Em bị sao vậy? Em có muốn nhảy nữa không? Em xin lỗi. Anh Khanh sắp đi Mỹ rồi đó. Tôi biết rồi. Hay là bà thích Việt Hoàng hơn? Dạo này tôi thấy bà với Việt Hoàng cũng tình tứ quá mà. Tào lao, tự nhiên lôi Việt Hoàng vô đây làm cái gì? Thôi thôi, ăn bánh đi, ăn bánh đi. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Bà với Việt Hoàng cứ thân thiết vậy ấy, rồi sau này tụi nó khó gì mặt nhau. Tụi tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bà nghĩ được như vậy, nhưng tụi nó có nghĩ được như vậy không? Ừ, con trai nó khó hiểu lắm á. Vậy chứ tôi phải làm sao? Bà, cứ làm sao thì bà làm. Khó quá thì cho qua đi. Thì tụi tôi nói vậy thôi. Đi đâu đâu, tình cờ đi ngang qua gặp ba người thôi. Trùng hợp quá ha. Xe đi chở về. Sao tôi nghe thấy có người mua nó đây nha. Bà có tin là bà đi bộ về không?
Gì nữa hả? Tình hình của Bảo Anh bây giờ rất là nghiêm trọng. Dạ vợ, anh Kha sắp đi Mỹ rồi đó.
thuốc cho con Hương. Còn chuyện nhóc kia là sao? Bạn em thôi mà. Lo mà uống thuốc liền hoàng cho tôi á. Biết rồi. Mình đi thôi. À, hay tụi mình đi chơi Thác Giang Điền đi. Đúng rồi á. Đi Thác Giang Điền mình ngắm mấy cô em mặc bikini lội suối. Chứ đâu có ngồi đây ngắm mấy cái bức tượng thành này. Có tình là ăn nắm không hả? Thì hôm năm này mình cũng không thường đi chơi xa đâu. Gần gần đây thấy cảnh đẹp. Ignoring every sign, all the doors are closing. End is near, but won't be chosen. But now we're holding on, lost in a perfect memory. And we're aching, afraid of the end. Trôi xa dần, trời cao sáng ánh trăng. Ở giữa muôn vì sao tan, có ai hay tiếng đàn, lời hát gió đưa về. Đẹp như đôi mắt kia bừng lên trong đêm, nụ cười của em. Mà con tim sao vẫn say tiếng đàn.
Hôm nay không đi tập nhảy hả? Lát nữa. Tại sao lại đối xử với Khánh như vậy? Đối xử làm sao? Tại sao để tôi làm với Bình Phong? Tôi đâu có đâu. Bộ bà sợ đến mất tình bạn hả? Ông cũng biết là Khánh sắp đi Mỹ rồi mà đúng không? Tôi đâu muốn cậu ấy bận lòng vì tôi đâu. Bởi vậy bà muốn đối xử với Khánh như vậy hả? Bà có bao giờ nghĩ tới cảm giác của nó chưa? Tôi thấy đâu có đáng bị như vậy đâu. Tôi không có sự lựa chọn nào khác mà. Đừng làm tôi thất vọng. Hoàng, ông giúp tôi một chuyện này đi. Chuyện gì? Có chuyện gì hả? Bên đó học tốt nha. Sao ưu buồn quá vậy? Không có gì. Sao mà không có gì? Qua đó ráng luyện tập, biết đâu có cơ hội trở thành vận động viên bóng rổ nổi tiếng thì sao? Lúc đó fan nữ theo ầm ầm, về Việt Nam lại giả vờ không quen tôi.
Bạn nghĩ tôi vậy hả? Tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Anh với Bảo Anh chơi rất thân. Tôi cũng biết là con bé nó đang muốn tham gia cuộc thi này, mà tôi e là không thể đâu. Là sao? Con bé nó đang bệnh nặng lắm. Vận động nhiều không tốt cho nó anh à. Sao tôi chưa nghe Bảo Anh nói gì về điều này? Chính con bé nó còn không biết được mà anh. Thank you.
cũng lâu rồi cũng đâu có liên lạc được với Khánh đâu, từ khi đi học. Hồi anh Khánh cho anh làm nước ngon hơn á. Uống nước gì Khánh ạ? Uống dừa. Nhưng nước đỏ ngon quá. À, ngoài khi anh với anh Khánh phải không? Trời ơi, nói với ai? Khánh. Mới về đứng ngoài kia mày kêu thương. Rồi chừng nào mày đi nữa? Một tuần. Tuần sau phải đi rồi. Tụi mày dạo này thấy thân quá ha. Ủa tụi mày đây rồi còn bảo anh đâu? Lúc mà anh biết chuyện này rồi. Anh chỉ sống được thêm 6 tháng rồi. Tôi xin lỗi vì đã giấu mày. Mày là đồ khốn nạn. Sự nghiệp mà, đúng không? Nó đi nó sẽ về. Bà sợ hay lòng hả? Không phải vậy, chỉ là tôi không còn sống được bao lâu nữa. Nói cái gì hả? Ông bình tĩnh đi. Ông hứa với tôi đi. Đừng để Khánh biết chuyện này, có được không? Bà nghĩ bà giấu vậy đi, nó sẽ vui hả? Không phải vậy, nhưng mà... Chị thấy cái gì? Vì tôi yêu Khánh. Vì tôi muốn khỏe thành công. Tôi không muốn khỏe vì tôi mà đánh mất cơ hội này. Ông thì làm sao mà hiểu được hả? Straight and narrow, I'll be there.
inside.